Kết cấu của chiếc máy lọc nước này thì vô cùng đơn giản. Một đầu nối đường nước vào với nguồn nước máy, một đầu nối đường nước ra sẽ kết nối với vòi inox để lắp ở trên bồn và sẽ có một lõi ở bên trong. Sở dĩ nó có kết cấu đơn giản như vậy là bởi vì nó có 3 không. Máy lọc nước phải có nhiều lõi lọc thì mới lọc tốt là một nhận định sai lầm của nhiều người. Như mọi người tìm hiểu thì có những chiếc máy nó chỉ có một lõi lọc thôi nhưng vẫn lọc được tất. Và chính là đây, một chiếc máy lọc nước một lõi lọc đến từ thương hiệu Đức Stiebel Elektro. Và nếu như mà mọi người chưa biết thì đây là một thương hiệu cũng chẳng mới gì, bởi vì nó đã có mặt từ rất lâu rồi, từ những năm 1924. Và hiện tại thì nó cũng đang có mặt ở tại nhiều đại lý trên nhiều quốc gia. Vậy thì để xem là chỉ với một lõi lọc thôi thì chiếc máy này nó sẽ làm được những gì nhé. Đơn giản, gọn gàng, trên vấn đề không gian là cái thứ máy lọc nước này chấp mọi địa hình. Dùng trong gia đình thì mọi người có thể lắp dưới bồn rửa, nó có kèm cho mình một cái bát để mọi người có thể treo lên. Kết cấu của chiếc máy lọc nước này thì vô cùng đơn giản. Một đầu nối đường nước vào với nguồn nước máy, một đầu nối đường nước ra sẽ kết nối với vòi inox để lắp ở trên bồn và sẽ có một lõi ở bên trong. Sở dĩ nó có kết cấu đơn giản như vậy là bởi vì nó có 3 không. Thứ nhất là không cần bình chứa, nước lọc ra mình có thể uống trực tiếp tại vòi luôn. Thứ hai là không nước thải, mọi người thấy là nó đâu có đầu nào ngoài hai đầu này đâu, nên là nó sẽ không gây lãng phí nước. Và cuối cùng là không cần điện, lắp vào là xài thôi, nên lỡ có cúp điện thì cũng yên tâm có nước. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao chiếc máy lọc này lại khác so với những chiếc máy lọc mà mọi người hay gặp đúng không? Bởi vì chiếc máy này sử dụng công nghệ lọc nano chứ không phải là RO nên nó sẽ khác rất là nhiều. Với công nghệ lọc nano thì nó sẽ tích hợp nhiều cấp lọc trong một lõi chứ không phải là chia ra lõi 1, lõi 2, lõi 3 gì đó. Tuy nhiên là với cái nguồn nước ra thì nó vẫn sẽ đảm bảo được cái đạt chuẩn nè và giữ được cái vị khoáng tự nhiên của nước. Riêng với máy lọc nước này, công nghệ lọc nano EPM của nó giúp loại bỏ 99,9999% vi khuẩn và 99,99% virus, cùng với đó là tích hợp 4 cấp lọc. Bao gồm cấp lọc đầu tiên đó là trầm tích xếp nếp PP 5 micron sẽ loại bỏ rỉ sét, cặn bẩn có kích thước lớn hơn 5 micron. Cấp lọc thứ hai là màng lọc điện cực dương nano EPM, sợi thủy tinh borosilicate 2 micron sẽ giúp lọc ra các vi khuẩn, virus bằng điện tích dương nano, đồng thời thì cũng sẽ làm giảm các vi sinh vật khác. Cấp lọc thứ ba là khối than hoạt tính có môi trường bạc kháng khuẩn 5 micromet, giúp khử clo dư, làm giảm trihalomethane và các thành phần hữu cơ dễ bay hơi, làm giảm mùi vị lạ và mùi hôi, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn bên trong bộ lọc. Và cuối cùng sẽ là cấp lọc bóng chống cặn vôi với polyphosphate chất lượng cao sẽ làm giảm cáu cặn than vôi cứng từ đầu vào của nước. Bằng tất cả những thứ kể trên thì mọi người có thể yên tâm sử dụng nước trực tiếp tại vòi mà không cần phải đun sôi gì ha. Mình cũng có thể sử dụng kết hợp với máy nóng lạnh hoặc là máy pha cà phê hoặc là máy làm đá. Rồi bây giờ thì để kiểm tra cái nguồn nước đầu ra thì Ánh sẽ thử với dung dịch pH nha mọi người. Mọi người thấy là nước hòa tan với dung dịch pH cho ra nước màu xanh lá nè. Theo thang đo pH thì đây là nước chuẩn có thể uống được nha. Tuy nhiên, nếu mà mọi người quyết định mua chiếc máy này thì cần phải đảm bảo là nguồn nước đầu vào phải là nước máy hoặc là nước đã được xử lý thô. Còn với nước không qua xử lý thì máy sẽ lọc không tốt được. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên lưu ý thời gian thay lõi để đảm bảo máy hoạt động tốt nhất. Thường là sau 25.000 lít, còn khó canh quá thì cứ canh 1 năm thay 1 lần. Nếu như mà các bạn bỏ qua được định kiến phải nhiều lõi lọc với tốt thì việc lựa chọn con máy này sẽ rất là tiện. Với mục đích đơn giản là nước sạch. Máy thì có cấu tạo đơn giản nè, mình có thể tự lắp ở nhà được nếu như mà biết một chút kỹ thuật. Rồi máy cũng nhỏ gọn nè, không dùng điện, cũng không có nước thải nên sẽ rất là tiết kiệm. Chỉ có một cái á, là phải là nguồn nước máy thì nó mới xử lý được. Còn những bạn nào mà có nhà ở gần nơi có nguồn nước là nước sông hay là nước giếng thì không nên cân nhắc ha. Đối với chung cư hay là nhà phố thì máy cần được tất. Còn chi tiết về giá thì mình sẽ cập nhật ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy cho Điện Máy Xanh một like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.